Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận Robux miễn phí và nhanh nhất trong game Roblox. Các bạn cùng theo dõi và làm theo hướng dẫn trên video. Bước 1. Các bạn vào trang web nhập youtubegame.com. Nhấp vào tìm kiếm, gõ Roblox. Chọn hệ điều hành của các bạn. Mình đang dùng iPhone, mình sẽ chọn iOS. Các bạn không dùng iPhone thì hãy chọn Android. Xác minh điện thoại của các bạn. Chọn ngẫu nhiên hai cách xác minh và làm lần lượt theo hướng dẫn. Nhập số điện thoại, sau đó nhấn tiếp tục. Soạn tin nhắn theo mẫu. Xong một cách xác thực, quay lại trang web, chọn một cách xác thực tiếp theo. Tiếp tục nhập số điện thoại, sau đó nhấn tiếp tục. Nhắn tin. Xác nhận tin nhắn bằng cách nhấn Y6. Ok, đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại game và tận hưởng. Như các bạn đang thấy trên video, Robux đang được cộng vào tài khoản. Mỗi bạn sẽ nhận được 8.000 Robux. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Nếu các bạn cần sự trợ giúp hay muốn được tặng Robux miễn phí, hãy like video và chia sẻ cho 5 người bạn. Tiếp đó comment để lại ID hoặc tên nhân vật để tặng Robux. Xin cảm ơn.